Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 12 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên các doanh nhân doanh nghiệp. Những năm qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Chưa hài lòng với những gì đã làm được, thành phố vẫn đang tiếp tục quảng bá tiềm năng, điểm đến, giới thiệu các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này. Thủ tục vay vốn phức tạp, chi phí sản xuất cao, khả năng sinh lời thấp, áp lực trả nợ ngân hàng là những lý do khiến ngư dân Đà Nẵng chưa mặn mà tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển thủy sản theo tinh thần Nghị định 67 của Chính phủ. Tin quốc tế, Thủ tướng Tây Ban Nha đưa ra thời hạn chót cho vùng Catalonia cùng với lời khẳng định sẽ làm tất cả mọi cách để ngăn cản bước đi trái phép của Catalonia. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có buổi họp với lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ và tình hình triển khai đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Văn Miên. Theo kế hoạch, sắp tới Đà Nẵng sẽ triển khai xây dựng 3 khu công nghiệp Hòa Ninh, Hòa Nhân, Hòa Cầm giai đoạn 2 và 4 cụm công nghiệp Hòa Nhân, Cẩm Lệ, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc. Hầu hết các dự án này mới đang ở giai đoạn phê duyệt quy hoạch và lấy ý kiến phản biện, tiến độ chậm so với yêu cầu đặt ra. Chủ tịch thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành các hạng mục liên quan đến quy hoạch, phương án đền bù giải tỏa tái định cư, nhanh chóng xác định giá đất để kêu gọi nhà đầu tư. Chủ tịch thành phố giao cho ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng chủ công phối hợp với các đơn vị khác triển khai, phấn đấu đến ngày 15 tháng 11 năm nay phải hoàn tất các thủ tục liên quan để công khai kêu gọi mời thầu. Trước mắt tập trung ưu tiên triển khai khu công nghiệp Hòa Cầm mở rộng. Nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 chiều nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt doanh nhân trên địa bàn thành phố. Dự buổi gặp mặt có ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và gần 700 doanh nhân của thành phố. Đây là dịp để lãnh đạo thành phố chúc mừng các doanh nhân, tri ân những cống hiến và lắng nghe những tâm tư tình cảm của cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định. GRDP, đóng góp của khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2016 đạt 20.971 tỷ đồng, tính theo giá so sánh, chiếm 38,99% trong tổng số GRDP của thành phố Đà Nẵng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 ước đạt 367 triệu đô la, chiếm 29,67% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2010-2016 của doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 13,51%, cao hơn tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước. Riêng khối doanh nghiệp ngoài nhà nước hàng năm tạo số lượng việc làm chiếm gần 70% tổng số lao động việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, Chủ tịch thành phố mong muốn doanh nhân Đà Nẵng nỗ lực hơn nữa để bước vào sân chơi mới, theo tinh thần đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập, đồng thời nắm bắt tối đa cơ hội sự kiện APEC 2017. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với những tác động của sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và tri thức nhân loại, tôi thiết nghĩ doanh nhân thành phố cần đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và nắm bắt thêm thông tin về chính sách mở cửa hội nhập kinh tế của khu vực và quốc tế của Việt Nam, tìm hiểu thị trường quốc tế, mở rộng thị trường sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhanh chóng, bắt kịp xu thế và trình độ phát triển kinh tế của cả khu vực và của thế giới. Năm 2017 là một năm quan trọng đánh dấu sự hội nhập của Đà Nẵng bằng việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn, trong đó có tuần lễ cấp cao APEC. Thay mặt cộng đồng doanh nhân thành phố, lãnh đạo VCCI Đà Nẵng và Hội doanh nhân Đà Nẵng,
cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời cam kết cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ dấn thân hơn nữa để làm giàu chính đáng, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dịp này, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng đã đến thăm Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng. Sau khi lắng nghe những chia sẻ của Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Phó Chủ tịch thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của hội đối với cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng cũng như đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, hội đã có nhiều chương trình ý nghĩa có sức lan tỏa như giải thưởng nụ cười công chức, các hoạt động vì an sinh xã hội. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Phó Chủ tịch thành phố chúc Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng ngày càng lớn mạnh, phát triển, phát huy vai trò là cầu nối của doanh nghiệp trẻ với chính quyền thành phố. Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa đến thăm, động viên một số doanh nghiệp công nghệ thông tin truyền thông trên địa bàn. Phó Chủ tịch thành phố đã đến thăm công ty cổ phần Accentic, một doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực phần mềm. Accentic hoạt động tại Đà Nẵng từ năm 2014, hiện có 300 nhân viên kỹ sư. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của công ty đạt khoảng 55%. Đến thăm tập thể cán bộ nhân viên công ty dịch vụ Mobile Phone khu vực 3 thuộc tổng công ty Viễn thông Mobile Phone, Phó Chủ tịch thành phố ghi nhận những đóng góp của đơn vị đối với ngân sách thành phố cũng như các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua, đồng thời khẳng định thành phố sẽ sớm ban hành quy hoạch mạng lưới viễn thông, quy hoạch tổng thể mạng lưới trạm BTS trên địa bàn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông hoạt động hiệu quả. Thưa quý vị, thủ tục vay vốn phức tạp, chi phí sản xuất cao, khả năng sinh lợi thấp, áp lực trả nợ ngân hàng, vân vân là những lý do khiến cho ngư dân Đà Nẵng chưa mặn mà tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển thủy sản theo tinh thần Nghị định 67 của Chính phủ. Đây cũng là những ý kiến mà bà con ngư dân thẳng thắn đưa ra tại hội nghị đối thoại về vay vốn thực hiện chính sách phát triển thủy sản do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chiều ngày hôm nay. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố, tính đến nay, Đà Nẵng có 24 hồ sơ của 4 tổ chức và 20 cá nhân đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ. Trong đó, có 7 hồ sơ của 7 chủ tàu đã được các chi nhánh ngân hàng thương mại đồng ý cấp tín dụng với tổng vốn cam kết cho vay là trên 120 tỷ đồng. 11 hồ sơ chưa đưa ra phương án sản xuất hiệu quả, 5 hồ sơ chủ tàu tự rút vốn. Chia sẻ với những khó khăn của ngư dân, đại diện các ngân hàng cũng đã cho biết đã có văn bản đề xuất Chính phủ, Bộ Tài chính và ngân hàng cấp trên về chính sách giãn nợ cho ngư dân bị ảnh hưởng do thời tiết. Thành phố Đà Nẵng cũng đang có những chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển, đặc biệt là tính ưu việt của quyết định 47 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ các khu công nghiệp lần thứ 10 mở rộng tổ chức chiều hôm nay đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm nay, đã có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 10,54 triệu đô la Mỹ. Đến nay, tổng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp là 1.071.668 tỷ đồng, tăng trên 33.000 tỷ đồng so với năm 2016. Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019, Đại hội công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất lần thứ tư nhiệm kỳ 2017-2022, tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động quảng bá và thu hút đầu tư. Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018, chỉ số mức độ sẵn sàng về công nghệ của Việt Nam có mức tăng điểm mạnh và tăng 13 bậc từ vị trí 92 lên vị trí thứ 79. Công nghệ thông tin có khả năng lan tỏa quan trọng đối với nhiều ngành kinh tế của Việt Nam và là cơ sở hạ tầng nền tảng các ngành công nghiệp. Do đó, truy cập và sử dụng công nghệ thông tin tạo khả năng quan trọng của sự sẵn sàng công nghệ tổng thể quốc gia. Tính sẵn sàng công nghệ là chỉ số quan trọng trong nhóm chỉ số các yếu tố nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Cùng với chỉ số này, Việt Nam cũng đã có cải thiện vượt bậc về tính hiệu quả của thị trường lao động và mức độ giao thương. Trong đó, nổi bật là trong ngành công nghiệp không khói, công nghệ thông tin đã giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận với thông tin điểm đến và dịch vụ du lịch của Việt Nam. Chỉ số mức độ sẵn sàng về công nghệ đã góp phần không nhỏ trong việc giúp Việt Nam vươn lên vị trí hạng 55 trên 137, tăng 5 bậc so với năm ngoái về năng lực cạnh tranh nói chung. Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng vừa khánh thành không gian chia sẻ EdgeHub
được kế thừa và xây dựng từ mô hình thư viện thông minh 2.0. Đây là mô hình được cải tiến từ thư viện truyền thống thành không gian mở hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu bạn đọc. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đến dự. Gần 1.000 mét vuông của thư viện khoa học tổng hợp thành phố đã được cải tạo thành không gian mở hiện đại, kinh phí đầu tư trên 7 tỷ đồng do công ty điện tử Samsung thực hiện. Không gian chia sẻ S-Hub gồm không gian học tập hiện đại được trang bị thiết bị công nghệ cao, không gian trao đổi trực tuyến, chuỗi hoạt động mang tính truyền cảm hứng học hỏi. Không gian này được phân bổ các khu vực chức năng để tổ chức sự kiện, triển lãm, trưng bày, hội thảo, phòng nghe nhìn, khu vực tra cứu cá nhân và các khu vực hội thảo, thảo luận nhóm. Trong tuần lễ khánh thành, không gian chia sẻ S-Hub sẽ triển khai các hoạt động mang tính truyền cảm hứng học hỏi cho bạn đọc như ngày hội kết nối văn hóa Việt, triển lãm, chuỗi tọa đàm. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động chủ đề tuần, tháng, quý với nhiều đề tài liên quan đến các lĩnh vực khác nhau, thêm hành trang áp dụng vào thực tiễn cuộc sống của bạn trẻ. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với khách nội địa. Tính đến tháng 9 năm 2017, lượng khách quốc tế ước đạt gần 9,5 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 58 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 376.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017 mà Tổng cục Du lịch đề ra đầu năm thì chắc chắn sẽ đạt và có triển vọng tăng cao hơn. Riêng Đà Nẵng đã đón tới gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa so với tăng trưởng khách nội địa là 12,3%. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, đạt gần 82% kế hoạch năm 2017. Thưa quý vị, những năm qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Chưa hài lòng với những gì đã làm được, Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục quảng bá tiềm năng, điểm đến, giới thiệu các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này. Ngoài việc đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thời gian qua, Đà Nẵng đã đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó tập trung phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, thành phố đã chủ động tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế để thu hút khách du lịch. Thời gian qua thì môi trường đầu tư của thành phố của chúng ta cũng đã được cải thiện và thể hiện rất rõ ở cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Và qua đó thì chúng ta cũng đã thu hút được rất là nhiều các cái nhà đầu tư. Thực tế thì chúng ta đều thấy rằng hiện nay trong các cái lĩnh vực thu hút đầu tư thì đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư về du lịch thì chúng ta cũng đã thu hút và kêu gọi được các nhà đầu tư các cái sản phẩm du lịch, các cái cơ sở lưu trú chất lượng cao và cũng đã tạo ra một số những cái sản phẩm vui chơi giải trí bước đầu đáp ứng được cái yêu cầu của du khách. Nhờ sự hỗ trợ tạo điều kiện và đầu tư của thành phố, ví dụ như là về đầu tư chung của thành phố thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong một thời gian ngắn thì hệ thống giao thông kể cả công cộng lẫn dịch vụ du lịch là đều được đầu tư rất là tốt. Hay như là cái việc mở rộng cái sân bay Đà Nẵng một cách kịp thời thì đó là cái góp phần cho cái sự phát triển Đà Nẵng. Bên cạnh đó thì cũng có thể thấy rằng là lãnh đạo Đà Nẵng rất là hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái thực hiện triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là về cái chính sách làm sao nhanh, gọn nhưng mà đúng luật. Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư du lịch Đà Nẵng diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới, dự kiến sẽ có trên 120 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là cơ hội để Đà Nẵng tiếp tục giới thiệu tiềm năng của du lịch, những chính sách hỗ trợ của thành phố để kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực này, đặc biệt là các nhà đầu tư tiềm năng, các doanh nghiệp có thương hiệu. Thì cho tới thời điểm này thì Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị rất tốt về mặt nội dung cũng như là hậu cần cho cái việc đảm bảo tổ chức thành công cái hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch. Và chúng tôi cho rằng cái hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch được tổ chức trước thềm APEC cũng sẽ là một cái cơ hội để mà ngành du lịch có thể giới thiệu, quảng bá và thu hút đầu tư vào một số những cái sản phẩm du lịch mà thành phố chúng ta đang xúc tiến kêu gọi đầu tư, góp phần để mà tăng cường cái tính cạnh tranh của điểm đến cũng như là tạo cái cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp kết nối với lại các nhà đầu tư, góp phần xây dựng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố. Có thể nói những năm gần đây du lịch Đà Nẵng tăng trưởng nhanh về lượng khách lẫn doanh thu, đặc biệt lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng ngày càng đông.
Tuy nhiên, khách quan mà nói, thành phố có rất ít điểm vui chơi giải trí về đêm mang đẳng cấp quốc tế. Cùng với sự phát triển rất là nhanh về du lịch của Đà Nẵng, thì chúng ta sẽ thấy được một số cái, nếu mà chúng ta đầu tư thêm, quan tâm thêm thì cái du lịch Đà Nẵng sẽ phát triển một cách bền vững. Thành phố Đà Nẵng phải đầu tư thêm một số cái đầu tư hoặc là thu hút đầu tư một số cái dịch vụ về du lịch, ví dụ như là du lịch về giải trí. Hiện nay Đà Nẵng chúng ta cần phải hoàn thiện, sớm hình thành một cái khu phức hợp về shopping cũng như là phố đi bộ ẩm thực. Hy vọng trong thời gian đến, với những chính sách mới và ưu đãi cụ thể, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, qua đó tạo sự bứt phá để ngành phát triển mạnh mẽ, bền vững, đáp ứng nhu cầu của du khách, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng. 9 tháng qua, Cù Liên Chiểu có tốc độ thu ngân sách khá tốt với 264,3 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 82% dự toán. Trong đó, các sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu của toàn quận đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, số thu từ thuế công thương nghiệp và ngoài quốc doanh đạt 59,6% dự toán, thuế giá trị gia tăng chiếm hơn 48% trên tổng thu ngân sách và đạt 81% thuế công thương nghiệp và ngoài quốc doanh. Đáng chú ý, 9 tháng qua, Liên Chiểu đã thu được gần 74 tỷ đồng tiền nợ thuế các năm trước. Triển khai thi công trong quý 1 năm 2017, 20 tuyến đường trên địa bàn thành phố đã có nguồn vốn đầu tư phục vụ APEC của Trung ương đã hoàn thành và đưa vào nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Nhằm tạo cảnh quan đẹp và thông thoáng cho đô thị, thành phố cũng đã đầu tư sửa chữa, chỉnh trang, vỉa hè trên 10 tuyến đường như là đường Trần Quý Cáp, Hào Huy Tập, Lê Đức Thọ, Nguyễn Sinh Sắc, Lê Đại Hành, Nguyễn Hữu Thọ, v.v. Dự kiến các tuyến đường này sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 30 tháng 10. Bên cạnh đó, các đơn vị thi công đã cải tạo, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng giao thông trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, dự kiến cũng hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Sáng nay, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt và sâu rộng, thu hút sự quan tâm và trí tuệ của gần 6.000 đoàn viên, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua cái đại hội lần này thì các đại biểu cũng kỳ vọng Công đoàn Viên chức thành phố trong nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng nhiều kế hoạch, tổ chức nhiều các hoạt động để quan tâm và chăm sóc chu đáo hơn cho lợi ích chính đáng của đoàn viên. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần vật chất của đoàn viên người lao động ngày càng nâng cao, hiệu quả sâu rộng. Tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội cho vay để hỗ trợ cán bộ công chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn đến nay đã đạt 25 tỷ đồng. Nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng tổ chức các chương trình hoạt động vì quyền lợi người lao động, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Liên đoàn Lao động thành phố giao. Thì Liên đoàn Lao động thành phố trong quá trình chỉ đạo đại hội cũng đã có cái chỉ đạo hướng dẫn và yêu cầu là trong cái nghị quyết của Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố khóa 6 này cũng phải hết sức chú trọng cái yếu tố đổi mới. Cái đổi mới thứ nhất là đổi mới trong cái phương thức tổ chức hoạt động, làm sao đó cho cái hoạt động nó thực sự, nó thiết thực, nó phải trả lời được câu hỏi là cái hoạt động đó nó mang lại cái lợi ích gì cho đoàn viên, cho người lao động. Cái thứ hai nữa là nó phải xuất phát từ cái sự tự nguyện, cái nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động. Cùng với đó, Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng được Liên đoàn Lao động thành phố chọn làm đại hội điểm cấp thành phố với 240 đại biểu, trong đó có 167 đại biểu chính thức. Phiên chính thức đại hội sáng nay đã bầu ban chấp hành công đoàn khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Chiều nay, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Sơn Trà phối hợp cùng với đơn vị vùng 3 Hải quân tổ chức giao lưu và trao tặng công trình thanh niên vì biển đảo quê hương năm 2017. Buổi giao lưu đã thực sự tạo ra bầu không khí cởi mở, thân thiện giữa các chiến sĩ đơn vị vùng 3 Hải quân với học sinh, thanh niên trên địa bàn quận Sơn Trà. Giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu hơn về cái truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Và
Bên cạnh đó thì cái hoạt động này cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ của vùng 3 hải quân nói chung và cán bộ chiến sĩ của vùng 3 hải quân nói riêng và lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam nói chung thấy được cái sự quan tâm của nhân dân cả nước đối với cái lực lượng hải quân chúng tôi khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc. Tuổi trẻ cũng như đoàn viên thanh niên của quận Sơn Trà, ngoài cái việc tiếp tục công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thì thông qua đó thì sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động mang cái ý nghĩa cao hơn, như là tổ chức các buổi tham quan và các buổi dã ngoại với đơn vị các vùng 3 hải quân, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn, tiếp tục tổ chức thăm tặng quà các gia đình vùng 3 hải quân, con em của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn, vừa qua đó vừa thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ quận Sơn Trà đối với của vùng, đồng thời thể hiện cái tình yêu thiêng liêng của quốc của đoàn viên thanh niên thông qua các chương trình của mình. Dịp này, quận đoàn Sơn Trà tặng 500 lá cờ Tổ quốc, một chiếc tivi trị giá 10 triệu đồng cho vùng 3 hải quân. Công trình thanh niên này thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo quê hương. Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ kỷ niệm Quốc khánh Tây Ban Nha 12 tháng 10. Dịp này, cơ quan lãnh sự Tây Ban Nha tại thành phố Đà Nẵng chính thức khai trương đi vào hoạt động. Đến dự buổi lễ có ông Andriy Brovarek, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng và Ti Huệ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Tây Ban Nha, ông José Sánchez Barroso González, Phó lãnh sự danh dự Tây Ban Nha tại thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu về lịch sử văn hóa cũng như những thành tựu trong phát triển kinh tế của Tây Ban Nha. Việt Nam và Tây Ban Nha đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 40 năm. Hiện Việt Nam là đối tác chính trong khu vực ASEAN mà Tây Ban Nha hướng đến. Tây Ban Nha cũng là nước đầu tiên của Liên minh châu Âu EU mở một trung tâm ngoại giao ở miền Trung Việt Nam, đặt tại thành phố Đà Nẵng dưới hình thức lãnh sự danh dự. Với nhiệm vụ chính là khuyến khích và phát triển quan hệ kinh tế giữa hai bên, xúc tiến và phát triển các mối quan hệ về văn hóa. Cơ quan của lãnh sự Tây Ban Nha tại Đà Nẵng được đặt tại số 4, đường số 4, khu biệt thự Phúc Lộc Viên, số 399 Ngô Quyền, quận Sơn Trà. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Giới chức Catalonia có 5 ngày kể từ hôm nay để đưa ra quyết định về tương lai của vùng này trước khi bị đình chỉ quyền tự trị và áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp theo hiến pháp Tây Ban Nha. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Mariano Rajoy đưa ra khi phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha vào tối hôm qua, cùng với lời khẳng định sẽ làm tất cả mọi cách để ngăn chặn các bước đi trái phép của Catalonia. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Mariano Rajoy đã ra thời hạn 5 ngày cho Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont làm rõ lập trường về việc có tuyên bố đòi độc lập hay không. Điều rất quan trọng là ông Puigdemont cần phải làm rõ với người dân Tây Ban Nha rằng ông ấy có tuyên bố đòi độc lập hay không. Ông ấy có thời hạn đến 10 giờ sáng ngày 16 tháng 10 để làm rõ việc này. Trong trường hợp ông Puigdemont xác nhận đã tuyên bố đòi độc lập hôm ngày 10 tháng 10 vừa rồi, ông ấy sẽ được trao thêm thời gian 3 ngày đến 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10 để cân nhắc lại. Trong thời gian 8 ngày trên, chính quyền Trung ương Tây Ban Nha sẽ kích hoạt Điều 155 trong Hiến pháp, bắt đầu các thủ tục đình chỉ quyền tự trị của Catalonia và áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp với vùng này. Ngoài ra, Thủ tướng Rajoy cũng bác bỏ khả năng trung gian hòa giải để giải quyết vấn đề này. Liên quan đến những diễn biến mới nhất trong quan hệ ngoại giao đang có chiều hướng gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Jeff Tillerson đã có cuộc đối thoại nhằm thảo luận tìm giải pháp hạ nhiệt. Theo thông báo của hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, đây là lần trao đổi đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi xảy ra một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất giữa Washington và Ankara trong nhiều năm qua. Trong cuộc điện đàm, quan chức ngoại giao hai nước đã thảo luận về việc ngừng cấp thị thực cho công dân của nhau. Tuy nhiên, thông báo không cho biết thêm các chi tiết liên quan. Nga và Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên kiềm chế và ngừng các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Đây là tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao của Nga và Trung Quốc tại thủ đô Moscow của Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong cuộc thăm vấn Nga-Trung Quốc lần thứ 8 về tình hình an ninh Đông Bắc Á, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov và trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu đã khẳng định Moscow và Bắc Kinh đang giám sát chặt chẽ diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.
hai nước kêu gọi các bên liên quan xem xét cách tiếp cận từng bước một của Nga và cách tiếp cận hai chiều của Trung Quốc. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ dừng chương trình hạt nhân, đổi lại Mỹ và Hàn Quốc ngừng tiến hành các cuộc tập trận chung trong khu vực. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cùng ngày đưa tin, Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho đã cảnh báo sẽ sử dụng hỏa lực để giải quyết cuộc đối đầu kéo dài hàng thế kỷ với Mỹ bằng lực lượng chiến lược chưa từng có. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.